Ngọc Trinh trước nghi án xài túi giả. Cuộc đời Ngọc Trinh có 3 điều đáng nhớ: danh xưng nữ hoàng nội y, những chuyện tình gây xáo động xã hội và thói quen xài hàng hiệu không tiếc tiền. Gạch đầu dòng thứ 3 của Ngọc Trinh có liên quan mật thiết đến sự vụ khẩu chiến vì túi Birkin, bị nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tỏ ý nghi ngờ vì dùng hàng fake. Người đẹp miền Tây không ngần ngại sử dụng những ngôn từ sắc như dao để hồi đáp lại. Cuối cùng có vẻ như phần thắng đã nghiêng về Ngọc Trinh khi nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam xin rút với lý do thấy phiền phức quá. Ngọc Trinh quả thực có lý do để phản pháo, tại vì nếu dùng hàng fake thì chiếc túi Birkin da cá sấu trắng của cô đã không còn nguyên vẹn trở ra khỏi lần thăm viếng cửa hàng chính hãng của Hermes tại châu Âu của cô. Mỹ nhân sở hữu vòng eo 56 cho rằng chiếc túi này là hàng chính hãng, giá bên Mỹ là 65.000 USD. Tuy nhiên, vì chế độ tích điểm và cô không muốn chờ lâu, cho nên cô đã không ngần ngại bỏ ra thêm 60.000 USD, gần ngang bằng với giá trị gốc của chiếc túi để sắm nó. Tổng cộng cô tốn đến 125.000 USD, tức khoảng 2,8 tỷ đồng cho món hàng hiệu siêu cấp này. Trước câu hỏi người ta nghĩ về Trinh như sao khi mà không mang hóa đơn ra chứng thực, cô cười và trả lời rằng tự dưng không ai thọc thì chụp bill làm chi, có ai thọc thì Trinh chụp cho.